Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ chia sẻ các bạn là chúng ta nên mua cái phiên bản Ford Everest hiện tại là phiên bản Philip 2022, tức là model giống như 2021, nó chỉ có thêm một số cái tính năng, nó là Philip của 2022 và nó sản xuất 2022 luôn các bạn. Hay chúng ta đợi khoảng tầm 2 tháng nữa là tháng 7, tháng 8, Ford Việt Nam sẽ chính thức ra mắt phiên bản All New Ford Everest All New 2022 với rất nhiều điểm thay đổi, gần như là lột xác hoàn toàn, thì chúng ta nên chờ thêm hay mua phiên bản hiện tại. Thì cái này nó cũng rất là khó để mà chia sẻ các bạn, bởi vì nếu mà thực tế thì những khách hàng nào đang cần một chiếc xe đi liền, đi gấp cho công việc, tức là không thể nào chờ đợi thêm khoảng 2 đến 3 tháng nữa, thì buộc lòng chúng ta phải xuống tiền để mua chiếc xe phiên bản hiện tại với một cái mức giá rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta có quý thời gian chúng ta chờ thêm, thì rõ ràng ở cái sự lựa chọn của phiên bản All New 2022 với rất nhiều điểm nâng cấp thay đổi, thì rõ ràng chiếc xe mới sẽ ngon hơn chiếc xe hiện tại, đó là điều chắc chắn các bạn. Yếu tố thứ hai nữa là về cái gu thẩm mỹ. Cường cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của khách hàng, và đặc biệt là các chú, các bác, những anh lớn tuổi khoảng tầm 45, 50 hoặc là ngoài 50 á, thì họ lại thích cái phiên bản này các bạn. Họ lại thích cái phiên bản hiện tại, bởi vì cái phiên bản hiện tại nhìn nó điềm đạm, nó kiểu như là nó không có quá là trẻ trung đó các bạn. Còn phiên bản All New 2022 nó sẽ rất là thể thao, nó trẻ hóa, nó sport hơn, cho nên là các chú, các bác lại không thích cái màu đó, thì người ta lại quyết định lựa chọn cái phiên bản này và mua lẹ luôn, sợ nó hết xe. Bởi vì cái lượng xe Everest của phiên bản hiện tại đang ngày càng ít dần các bạn, ít dần, và nó sẽ ít đến khoảng tầm tháng 7, tháng 8 là nó không có xe nữa luôn. Cho nên là cái lượng xe Ford Everest thì các bạn nếu mà đang quan tâm, các bạn cũng biết là thường là phải ký chờ khoảng 1 tháng thì xe về bên Cường mới có xe giao cho các bạn. Thì đó là về cái sự lựa chọn ha. Thì lựa chọn như thế nào thì nằm ở sự quyết định của các bạn thôi. Còn vấn đề thứ hai Cường muốn chia sẻ với các bạn đó là về giá bán. Giá bán của phiên bản hiện tại, giá niêm yết chỉ có 2 phiên bản thôi. Đó là phiên bản Titanium 2 cầu 1 tỷ 412 triệu đồng, phiên bản Titanium 1 cầu 1 tỷ 193 triệu đồng. Còn màu trắng chúng ta sẽ cộng thêm 7 triệu. Thì với cái phiên bản hiện tại, chúng ta sẽ được áp dụng giảm trực tiếp tiền mặt trên giá trị của xe, hoặc tặng gói combo phụ kiện rất nhiều, ví dụ phim cách nhiệt, camera hành trình, bảo hiểm vật chất, phủ gầm, phủ ceramic, dán phim cách nhiệt, vân vân, tặng rất là nhiều option. Thì tùy vào nhu cầu của khách hàng, các bạn chọn tiền mặt hay là tặng phụ kiện thì tùy các bạn thôi. Còn đối với phiên bản 2022 All New nha, phiên bản All New 2022 chưa có mức giá chính thức, nhưng dự kiến giá lăn bánh của phiên bản một cầu, nó cũng có một bản một cầu và bản hai cầu đó các bạn, một cầu nó rơi khoảng tầm 1 tỷ 350 triệu cho đến 1 tỷ 400 triệu, còn phiên bản hai cầu nó dao động khoảng 1 tỷ 650 triệu cho đến 1 tỷ 700 triệu. Thì cái đó là cái mức giá mà Cường dự kiến thôi, nó có thể xê xích nhau vài ba chục triệu là chuyện bình thường, cho nên mình ướm vào cái giá đó để mình quyết định. Thì so với lại cái phiên bản hiện tại thì rõ ràng phiên bản hiện tại có một cái mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều. Như con này lăn bánh đâu đó khoảng 1,3 tỷ à, thì nó tiết kiệm được đâu đó khoảng gần 100 triệu so với lại phiên bản mới. Thì đó là những cái thông tin mà Cường muốn chia sẻ các bạn về phiên bản và giá bán, để cho các bạn quyết định với cái nhu cầu của bạn là cần xe đi gấp, hay là các bạn thích cái phiên bản mới, hay là các bạn thích cái phiên bản cũ. Rõ ràng phiên bản mới sẽ có rất là nhiều cái option nâng cấp trang bị nhiều hơn, đẹp hơn, xịn hơn. Nhưng về cái gu thẩm mỹ thì mỗi người một gu, có người thích cái form này, có người thích cái form mới, thì đó là tùy ý của các bạn. Cho nên Cường không thể nào nói là nên mua chiếc nào, mà Cường chỉ đưa ra những cái thông tin để các bạn là người quyết định. Còn ngay bây giờ Cường sẽ đi lại một vòng nữa về chiếc xe này, để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa về chiếc xe Ford Everest phiên bản Philip 2022 ở thời điểm hiện tại. Hình như là các bạn đã quá quen thuộc với lại hình ảnh chiếc xe Ford Everest Philip 2022 này rồi các bạn. Nó sẽ y chang như phiên bản model 2021, chỉ có thêm là kiểm soát ắc quy, tự động ngắt mở động cơ,
khi dừng đèn xanh đèn đỏ và tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đó là 5 cái điểm thêm vào cho phiên bản Philip 2021. Phiên bản 2022 còn lại sẽ giống y chang như phiên bản 2021. Đây, mình sẽ quay cho các bạn chi tiết ở phần đầu xe. Cụm đèn full LED, rất nhiều công nghệ. Tự động tắt mở, tự động pha cốt, điều chỉnh góc chiếu. Mặt ca lăng to bản. Hình thác nước rất quen thuộc với các bạn rồi. Còn không nói quá nhiều về cái phần đầu xe. Ở phần phía dưới thì chúng ta có 6 cảm biến, do đây là phiên bản 2 cổng. 6 cảm biến phía trước, đèn sương mù đầy đủ, càng trước sơn tối màu. Khả năng lội nước của con này là 800mm, lội nước tương đương với lại chiều cao của cái hộc bánh xe này. Lội nước rất đỉnh cao các bạn. Mâm là mâm 20 inch, sử dụng lốp Goodyear size 265-55R20. Đó, tông màu các bạn có thể thấy. Ở phần bên hông, chiều dài cơ sở của con này là đạt 2850mm. Trục chiều dài cơ sở của phiên bản mới sẽ là 2900mm, tức là dài thêm 5cm các bạn. Ở phần bên hông thì rất là trường xe, chiếc xe này rất là trường. Một cái bậc bước lớn, bước lên bước xuống rất dễ dàng. Những chi tiết mạ chrome, tay nắm cửa, ốp gương, cái ốp càng, ốp bậc bước được sơn tương phản, làm nổi trội, sang trọng cho chiếc xe hơn. Phim cách nhiệt của con này đã dán rồi cho nên các bạn sẽ thấy nó kính tối màu. Ở phần đuôi xe, phần đuôi xe của con này y chang một cái đuôi xe mà các bạn rất quen thuộc từ năm 2016 đến bây giờ các bạn. Gần như là suốt vòng đời của chiếc xe Ford Everest, phần đuôi xe không có quá nhiều điểm thay đổi. Đây, nẹp Everest 4WD, phiên bản cao cấp nhất. Đèn hậu full LED, đèn sương mù đằng sau thì tất nhiên là camera lùi, 4 cảm biến lùi xe, đá cốp, vân vân, rất đầy đủ. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì khi các bạn mở nắp nhiên liệu, các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái dung dịch AdBlue là tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Vô một xíu phần nội thất thì nó cũng quen thuộc quá rồi các bạn. Các bạn mà muốn xem chi tiết con này ấy, các bạn cứ vô kênh của Cường. Trong kênh của Cường có giới thiệu chi tiết về chiếc xe này, thậm chí giới thiệu từng cái tính năng, từng cái nút bấm trên chiếc xe này luôn các bạn. Ford Everest thì cái dung lượng của Cường nó khoảng tầm 400 cái video về chiếc xe Ford Everest này. Rất kinh khủng, rất nhiều. Các bạn muốn tìm hiểu sâu chiếc xe này, vô kênh của Cường là có hết, cái gì cũng có. Đó, nội thất thì quá quen thuộc rồi. Một không gian nội thất rộng nhất trong phân khúc của SUV 7 chỗ ngồi tầm trung. Đây, độ ngả lưng ghế rất tốt, kể cả hàng ghế thứ ba cũng vậy. Một cái không gian ngồi của hàng ghế thứ ba cũng rất phù hợp cho những người cao dưới 1m7. Cường đã test ngồi thử 3 hàng ghế của chiếc xe Ford Everest này. Các bạn có thể vô kênh của Cường xem lại. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama kéo dài đến tận hàng ghế đằng sau. Đây các bạn có thể thấy ở trên nóc này, cửa sổ trời này, bằng kính nhìn từ trên xuống rất đẹp các bạn. Nhìn nó rất là sang trọng. Dưới nắp capo của chiếc xe này là một động cơ 2.0 y chang như phiên bản 2021. 213 mã lực, 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì có thể nói nếu mà đường trường rất tiết kiệm, khoảng 6,5 đến 7 lít 100 cây. Chạy mà chân nhỏ có thể là 6,5 lít luôn, 6 lít luôn đó, rất là tiết kiệm. Còn nếu mà đường mà nội thành á, thì rất là khó nói, nó có thể là 9-10 lít, mà kẹt mà nhít có thể 13-14 lít là chuyện bình thường. Nó cũng tùy, nội thành thì rất là khó, nhưng mà nếu mà cái đường trường đẹp á, thì nó rất là tiết kiệm các bạn. Thì hỗn hợp con này cứ cho, nói chung là tẹt ga đi, chục lít, quá tiết kiệm các bạn. Đối với một chiếc xe mà mạnh, to, nặng, đầm như chiếc xe này, mà hỗn hợp 10 lít 100 cây là một con số rất ấn tượng. Chứ các bạn đừng mong muốn nó một chiếc xe to như vậy, mạnh như vậy mà 5 lít mấy, 6 lít như mấy chiếc xe nhỏ nhỏ thì không có đâu các bạn. Không có đâu, cho nên là ở cái tầm này thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà so với mặt bằng chung thì nó là một chiếc xe tiết kiệm vô địch luôn. Còn về công nghệ trang bị thì Cường có thể rất nhanh tổng hợp cho các bạn một cái danh sách
về tất cả những cái trang bị công nghệ an toàn có trên chiếc xe này, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Vừa rồi là Cường đã chia sẻ các bạn về những cái thông tin phiên bản cũ, phiên bản mới, giá bán, thời gian ra mắt dự kiến, rồi khi nào mình nên chọn phiên bản này, còn khi nào mình nên chờ phiên bản tiếp theo. Thì đó là những cái thông tin mà Cường muốn chia sẻ các bạn, chứ Cường không muốn khuyên các bạn để chọn phiên bản nào cả. Mà thông tin Cường đưa cho các bạn đó, các bạn tự tổng hợp đưa ra quyết định của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Và nếu các bạn có nhu cầu mua mẫu mới hay là mẫu cũ, mẫu cũ thì có sẵn giao ngay cho các bạn luôn. Còn mẫu mới thì bên Cường đã nhận hợp đồng ký chờ giao xe dự kiến tháng 7, tháng 8, tháng 9. Hãy nhanh tay liên hệ với Cường để sở hữu Ford Everest sớm nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Và nếu có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ cho cảm giác tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.